nó lạ cho nó không lên đâu nhỉ. Em ơi bế này, em ơi bế nào. Có kẹo cho không? Có kẹo cho không? Có kẹo à? Kẹo cho em không hả? Cho là cho em điện thoại này. Có cái váy nhìn thật là dễ thương. Hắn tưởng là hắn tưởng có gì cho hắn. Có cái váy đáng yêu vậy. Có mỗi ngồi sống thôi. Hắn đi chơi hắn cứ sợ mình bắt hắn về à? À. Cứ thả hắn đi là hắn không muốn về, xong rồi hắn là cắm đít đau hắn chạy à? Mà công nhận nha, thông minh thôi rồi đấy, thả một phát là chạy lên quả luôn. Ừ, biết chỗ đấy có đồ ăn mà. Hắn ngồi hay hè, xong này ngồi ngoan nó dím. Đúng không? Con này nó cũng ngoan nhưng mà nó thấy nó tưởng con thơ con kia có cái gì ăn kìa. Ừ. Có xong cái gì ăn á. Nó tưởng có cái gì. Móc túi đây. Móc xem có gì không, Liên có gì. Móc túi à. Ơi. Cắn đây. Đều nó cắn đây, không phải nó bóc không đâu. Vậy á? Nó cắn đây, nó biết ăn được là nó cắn đấy. Gì đây? Đó. Ăn khô nó mà ăn nó cứ hai ứng như mồm hết à. Ừ. Không có chị em ăn nhỉ. Nó đang nhìn cái túi. Ừ, nhìn cái túi. Và lấy miếng tôm cho nó bóc ra ăn. Nó nhìn cái túi. Đấy. Me me cái túi của Liên đó. Đấy. Ngửi. Me me cái túi của Liên thôi. Đấy đấy. Lấy tay cho rồi. Cắn đi, nó cắn đấy, nó cắn đấy, đừng cho nó cắn. Nó cắn ra đó. Nó cắn đó. Mì tôm. Để bóc cho Jim nha. Để cho nó tự bóc đi chị. Để nó tự bóc đi. Kệ nó tự không sao đâu. Bóc để đi. Để nó tự bóc cho thích. Tao còn ăn nữa mi. Bẻ ra miếng thôi. Nhỏ thôi. Ăn chung. Me bằng được cái thứ. Biết có ăn là theo. Này mà có rồi nhà vô khoái lắm. Đi chơi mua rồi biết à. Tội nhỉ. Nhìn. Ôi chào ơi, ăn nhìn ngon này. Nhìn hắn mình cứ tưởng tượng con lu như mình. Ăn nhìn ngon lành luôn. Cây gì? Ôi nhà tao có cây ổi chín đằng sau ấy. Cả cây ổi chín. Ừ. Nó ăn không? Nếu nó no nó không ăn đâu. Thế là nó leo lên đấy, nó leo lên, nó hái nó nhịp đi. Cái ổi chín, quả chín. Nga ơi, có gì ăn không Nga? Nga chả có một cái gì ăn cả. Nga có mỗi ngô. Bún.